Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và ngày mai thì ngày 9 tháng 2 thì đấu trường sinh tồn của Gaena Free Fire sẽ chính thức quay trở lại với giải đấu, đó là đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, hay chúng ta thường gọi đó là đấu trường sinh tồn 3, sau khi mà chúng ta đã trải qua hai lần đấu trường sinh tồn trước vào tháng 1 năm 2019, cũng như là tháng 9 năm 2019. Thì vừa rồi Gaena Free Fire tung ra một cái trailer nó phải gọi là cực đỉnh luôn, với cái cúp đấu trường sinh tồn 6 đội tuyển được trụ hạng sẽ phải đối đầu với 12 đội tuyển sẽ ra mắt ở trong cái mùa này. Và có lẽ là bạn nào mà đã theo dõi cái vòng loại đấu trường sinh tồn, thông tin vòng loại đấu trường sinh tồn cũng đã biết là danh tính của 12 đội tuyển sắp tới ở bên Gaena Free Fire, cũng như 6 đội tuyển cũ. Chúng ta sẽ có những cái đội rất mới, ví dụ như AFK của AS Mobile, VGM đó là V Gaming, đây là team OMP cũ, hay Wasabi của Serbinzi, SCBG của Panda GM, KFS của Q, đây là những đội thành viên cũ của 845 nếu mà tôi nhớ không nhầm. Một cái trailer bên Gaena có lẽ đầu tư là rất nhiều, và thậm chí có cô nàng GP nữa đến từ team Whisper Potential. Thì cái giải đấu đấu trường sinh tồn này thì nó sẽ diễn ra vào từ ngày 9 tháng 2 và nó sẽ diễn ra trong vòng 5 tuần, và mỗi tuần chúng ta có 6 trận đấu. Một cái trailer mà theo các game thủ Gaena Free Fire thì họ đã phải dầm mưa trong 3 ngày để có thể quay được cái trailer này, và mặt của Nhã trông rất ngầu luôn. Thì có rất nhiều bạn đến thời điểm này vẫn đang chưa biết là đấu trường sinh tồn nó sẽ vận hành như nào, cũng như là trong video này mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em những cái đoạn gọi là trao đổi của những game thủ trước khi mà cái đấu trường sinh tồn này ra mắt. Và cũng với cái đấu trường sinh tồn mùa 1 này thì mình cũng sẽ có một cái series phân tích về từng trận đấu của đấu trường sinh tồn. Ok, về thể thức thi đấu thì mình giải thích một chút để bạn nào mà đã từng xem Ultimate League 1 và Ultimate League 2 cũng sẽ biết cái thể thức thi đấu này. Thì cái thể thức thi đấu của đấu trường sinh tồn thì sẽ chia 18 team thành 3 nhóm, và tất cả các nhóm này họ sẽ lần lượt gặp nhau. Vậy thì cái yếu tố quan trọng của cái việc mà chia nhóm này để làm gì, và để cho những cái ván đấu của chúng ta nó sự phong phú hơn. Tuy nhiên thì với việc mà chia một nhóm hay là một bảng có tận 6 team thì đồng nghĩa việc là 6 team này họ sẽ phải đối đầu với nhau trong xuyên suốt 30 trận đấu, và đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong khi đó thì với những nhóm còn lại thì các em thủ sẽ chỉ gặp những cái nhóm mà lại với số lượng bằng một nửa mà thôi. Thì cái thể thức này nó sẽ giúp cho giải đấu của chúng ta nó tăng tính cạnh tranh phong phú. Các đội họ sẽ phải vừa cạnh tranh với những team cùng nhóm với mình, và sau đó thì sẽ phải cạnh tranh với cả những cái team ở những bảng khác. Và 12 trong số 18 đội mà có điểm cao nhất sau khi mà cái lượt vòng tròn thi đấu này diễn ra thì sẽ được đi tiếp vào trong trận chung kết. Và những cái đội mà đứng từ hạng 1 đến hạng 12 thì cũng sẽ có sẵn một số điểm khác nhau. Bảng A của chúng ta thì là được coi là nhóm tử thần, hay là bảng tử thần, với Team Flash, đương kim vô địch của giải đấu President Cup vừa rồi, cũng như là đương kim vô địch của đấu trường sinh tồn, VGaming hay là OMP đương kim vô địch của quân đoàn chiến, Clear Team, một team khá mới, AFK của AFK AS Mobile, Đại Tướng Quân, một trong những team mà thời gian gần đây nổi lên rất mạnh, cũng như là Hà Nội Team, là cái team mà đứng hạng 5 của đấu trường sinh tồn mùa trước. Thì trước khi mà cái vòng này bắt đầu, trước khi cái vòng đấu ngày mai bắt đầu thì đã có rất nhiều những cái nhận định đến từ giới chuyên môn. Ví dụ như là bình luận viên Quốc Anh thì nói rằng là tôi nghĩ đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 là cuộc đua song mã giữa Team Flash và Box Gaming. Box Gaming thì họ không nằm cùng bảng với cả Team Flash, vậy thì cũng hơi khó để đua với nhau. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta vẫn sẽ gặp nhau hàng tuần thì Team Flash và Box Gaming hoàn toàn có thể có những pha đấm nhau. Đây cũng là một nhận định mà có vẻ khá đúng, thì đây là hai team mà đang có phong độ rất là tốt, cũng như là trình độ rất là cao. Bình luận viên Hùng Cam thì cho rằng là tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội tuyển AFK ở giải lần này, nhất là khi tuyển thủ hàng đầu AS Mobile được ra trận. Thì đây là một nhận định mà có lẽ là Hùng Cam là một trong những người mà chơi khá thân với cả AFK AS Mobile. Chính vì vậy thì anh chàng này đánh giá rất cao trình độ của streamer này. AFK AS Mobile là một trong những người mà có đông fan nhất Việt Nam với 3 triệu anh em đứng đằng sau. Thì có lẽ là chỉ cần AS Mobile gọi là hô một tiếng thì đã có rất nhiều người ủng hộ rồi. Tuy nhiên có một người không đồng ý với điều này mà bình luận viên Hùng Cam nói, đó là Phạm Đông, hay chúng ta được biết đến đó là Đại Tướng Quân Gà Cú Te.
anh ta có comment ở dưới, đó là AS Mobile bắn như bot, ra trận thì càng toang. Một trong những comment mà khiến gọi là gây bão cộng đồng trong những ngày vừa qua, và rất nhiều fan của AS Mobile không đồng ý với vấn đề này. Và không biết là các bạn trên kênh nghĩ thế nào về nhận định rằng AS Mobile chỉ bắn như bot đến từ thành viên của quân đoàn Đại Tướng Quân Gakute. Và nếu bạn chưa biết thì Đại Tướng Quân Gakute là một thành viên cũ đến từ quân đoàn Fort Hood trước đây, đương kim vô địch của quân đoàn chiến mùa 1. Ok, và trong khi đó thì nói về team Flash thì bình luận viên Đăng Quang có nói rằng có phân tích về vai trò của NPC, thành viên cũ ở WAG, bây giờ anh ta sẽ thi đấu với team Flash. Và trong cái bình luận của mình thì bình luận viên Đăng Quang có cho rằng NPC là một người vô cùng đẳng cấp, và liệu rằng là mảnh ghép này đã vừa vặn được team Flash hay chưa. Vừa rồi team Flash thi đấu rất tốt mà chưa có NPC, thì có lẽ là có NPC thì team Flash sẽ như hổ mọc thêm cánh mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là Flash họ sẽ chiếm một cái vị trí rất cao ở trong cái giải đấu lần này. Bên cạnh đó thì cũng là một nhận định nữa đến từ một người có chuyên môn, đó chính là Flash DNP. Thì Flash DNP, đội trưởng của team Flash, anh ta có nói rằng là cho dù có những cái tên mới hay cũ thì chúng tôi cũng sẽ đều đánh bại tất cả và giành chiến thắng. Thì đây là một trong những cái nhận định mà có lẽ là đầy sự tự tin khi mà họ đã chiến thắng ở rất nhiều giải đấu thời gian ở đây, cũng như là đang có một phong độ rất cao. Thì hy vọng là team Flash ở trong giải đấu này thì DNP, hay là tên thật của anh ta là Phước, thì anh ta cũng sẽ làm những cái điều mà tất cả những người hâm mộ Flash chờ đợi. Trong khi đó thì một cái tên khác của Flash, Ryuk VN, cũng nói khẳng định là Flash là một cái tên mà các bạn không thể đuổi kịp ở trong mùa giải lần này. Thì ở đấu trường sinh tồn mùa 2 thì Flash, Ryuk anh ta không được thi đấu nhiều. Tuy nhiên thì sau khi mà Minao không đủ tuổi thi đấu thì Ryuk đã có một cái sự trở lại cực kỳ mạnh mẽ ở trong giải President Cup vừa rồi, và hy vọng là Ryuk sẽ có thể tạo ra những cái sự khác biệt dành cho team Flash. Ở bảng B của chúng ta thì các game thủ bảng B có vẻ là kín tiếng hơn. Ở bảng B này sẽ có một sự đối đầu gọi là định mệnh giữa Cloud như là SCVG. Cloud và SCVG thì trước đây thì thành viên Panda GM là một thành viên chủ chốt đến từ team Cloud, nhưng bây giờ thì anh ta thi đấu cho team SCVG. Trong khi đó chúng ta sẽ có một số team mới như là MP3, như là Wasabi, cũng như là Kill for Survivor. Thực ra Kill for Survivor theo tôi biết thì đó là team 845 trước đây. Trong khi đó thì Lộn Xộn Team cũng là một trong team mà thi đấu có phong độ thi đấu rất ổn định. Ở bảng B này thì không có nhiều giới chuyên môn gọi là đưa ra nhận định cho lắm, chỉ có đội trưởng của team Cloud, đó là Cloud Shippy, hay tên cũ anh ta là Cloud Q, thì có nói rằng là nếu cứ khó khăn mà chúng tôi dừng lại thì đó là tự phản bội lại chính công sức của mình. Thì trái với một số những cái team trong đấu trường sinh tồn mùa 2 mà có nhà tài trợ, đến thời điểm hiện tại thì đương kim á quân của giải đấu đó là Cloud, họ vẫn đang chưa có bất kỳ nhà tài trợ nào. Và vừa rồi ở giải President Cup thì họ đã trình làng hai thành viên mới với một số những cái lối chơi khá tích cực. Ở bảng C chúng ta sẽ có một cuộc đua giữa rất nhiều những team mới mẻ, đó là 108, Sorry Team, Wasted Potential, như là Brother Gaming. Trong khi đó thì hai đội cũ, đó là đội hạng 3 và đội hạng 4 mùa trước, đó là Box Gaming và Pro A thì họ là cái team V Gaming cũ, nhưng mà tuy nhiên bây giờ họ đã chia tay nhà tài trợ này, quay trở lại với tên Pro A cũ. Trong khi đó thì Box Gaming mới đang thể hiện được phong độ rất tốt, cho dù mùa này thì Nhã sẽ không đủ tuổi thi đấu theo tôi biết là như vậy. Và đó là những cái nhận định. Và ở bảng C này thì cũng lại thêm một cái nhận định nữa mà có lẽ là khiến nhiều người cảm thấy hơi nóng mặt một chút. Box Bắc Cái, huấn luyện viên của Box Gaming, có nói rằng là mong rằng các bạn sẽ tạo ra chút khó khăn để chúng tôi vô địch mà không bị nhàm chán. Và đó là một trong những cái phát ngôn mà khiến cho cộng đồng mạng mấy ngày vừa qua là dậy sóng. Rất nhiều người đã không thể nào mà ngồi im khi mà nghe Bắc Cái nói cái câu này. Và khi mà Bắc Cái nói câu này thì có vẻ như 17 đội khác đều không đồng ý cho lắm, chưa kể là những đội mà không được tham gia đấu trường sinh tồn nữa. Thì cũng bình luận về vấn đề này của Bắc Cái thì có vẻ như Box Gaming họ đang tạo ra khá nhiều anti fan trong giải đấu này, khi mà chúng ta được thấy đó là AK Phú Đại TV, mặc dù AK anh ta họ cũng chẳng ở trong cái bảng này. Tuy nhiên thì Phú Đại có nói là Flash thì hãnh diện rồi, còn cái hộp thì vẫn bị đập hộp thôi. Trong tiếng Anh thì Box dịch ra là cái hộp, và lúc này thì có vẻ là AK rất muốn đập cái hộp này. Và lý do vì sao mà AK và Box Gaming có những cái lý do mà cạnh tranh với nhau thì tôi nghĩ rằng nó liên quan đến drama của IG cũng như là AS Mobile trước đây. Và lúc này thì có vẻ như là AK họ không ưa team Box cho lắm, tương tự như team Flash. Một nhận định khác đó là Flash Clear, thì Flash Clear cũng đặt niềm tin, đó là tin rằng AK sẽ cho hộp vào trong thùng rác, nghĩa là sẽ cho Box Gaming vào bên trong thùng rác. Nhưng mà một trong những điều mà có lẽ là Flash Clear anh ta nên quan tâm hơn thì AK cũng như là Flash họ sẽ nằm cùng trong một bảng,
bảng. Và thực ra thì họ mới chính là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau. Còn Box Gaming họ ở bảng C, và số lần mà AFK cũng như là Flash đụng độ với Box Gaming sẽ ít hơn so với việc là Flash và AFK có thể đấm nhau là rất nhiều. Và điều này tôi nghĩ là Clear nên xem xét lại. Trong một diễn biến khác thì đội trưởng của VGaming đó là Binso, anh ta lén lút có một comment đó là Box và Flash có lo cho nhau, còn ngôi vô địch thì để VGaming lo. Và thực ra thì VGaming hay tên cũ họ là OMP thì hoàn toàn có cơ sở nói về điều này, bởi vì cùng với Box Gaming thì đây là một trong hai team, VGaming và Box Gaming hiện tại đang là hai team có lối tấn công vũ bão mà theo phong cách gọi là giết nhiều mạng nhất. Và đặc biệt là Binso có thể tự tin điều này khi ở vòng loại với 5 game ở vòng loại anh ta có tới 2520 điểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đội hình các team Mistake, Đặng Quang San, Thanh Nhã, Phèo, Nhật và VTB là đội hình ở Box Gaming ở thời điểm hiện tại. Với việc là Nhã chưa đủ tuổi thi đấu thì Đặng Quang San hoàn toàn có thể thay thế cho vị trí của Thanh Nhã, bởi vì DQS cũng là một trong những thủ thi đấu rất hay, tên cũ anh ta như là Sơn Làng thì phải. Ở team BTG chúng ta có hai anh em sinh đôi sẽ cùng thi đấu trong đội tuyển này. Team này bao gồm thành viên Bạch Sầu, Fedora, PDTGM, Ninh Junio hay là Ninh Zr cũng như Hải Nam. Đây là một số thành viên đến từ team đất cảng trước đây. Và đây là một trong đội tuyển mà có lối chơi tương đối cẩn thận, mặc dù là trong thời gian thi đấu thay to buổi tối họ chưa thể hiện quá nhiều. Ở Clear Team chúng ta có một đội hình khá lạ với Xgame, Hải 2K, QG9 cũng như là Vũ K. Tôi chưa bao giờ được xem team này đấu, mặc dù là trong cái stream vừa rồi team này cũng đã có được sự thể hiện nó tương đối ổn định. Chúng ta cùng nhau đến với đội hình của team tiếp theo. Và team tiếp theo sẽ công bố đội hình của mình, đó là vị trí của Đại tướng Quân. Đại tướng Quân họ sẽ chỉ có mỗi 4 người thôi, đó là Gà Cu Tay, thành viên cũ đến từ Fortwood, Pan cũng là một thành viên cũ đến từ Fortwood, cùng với Khang Hero. Vâng, trước đây anh ta là Khang Hero, nhưng bây giờ anh ta chỉ để là Khang Hero mà thôi. Một thành viên đến từ team Thần Sống cũng như là Tô Mixi, cựu thành viên đến từ SCBG. Và team Đại tướng Quân này cũng là một trong team mà khá mạnh. Đây là Clear, Kun, DP, DNP, Brioc cũng như là NPC, đội hình cực mạnh đến từ team Flash. Và có lẽ là trong mùa này thì team Flash vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, với sự bổ sung của NPC, một huyền thoại của team WAG được chuyển sang. Và không biết là sau giải này thì NPC có quay về WAG không, hay anh ta tiếp tục thi đấu cho team Flash. Đây là Hà Nội team, vẫn là đội hình quen thuộc Mr. Bột Bột, Xỉu Nhi, Shake và Trẻ Nghé. Nhưng bên cạnh đó có thêm một người nào đó là Khắc Thìn. Và bên ngoài nào họ viết sai chính tả một tí thành Khắn Thìn, nhưng mà đây là Khắc Thìn, một người đến từ team Hà Nội trước đây, và một team khác ở bên cạnh team Hà Nội team ở khu vực Hà Nội. Và hơi hách não một chút, nhưng mà Khắc Thìn là một trong những người chơi mà có rất là có thực lực. Kill for Survival họ sẽ ra quân đội hình đó Whiskey, Boy K, Q cũng như là Ghost đẹp dai. Thì Boy K, Q cũng như là Ghost DZ, Whiskey thì họ là ba thành viên cũ đến từ team 845 nếu mà tôi nhớ không nhầm. Team 845 thì mùa trước họ đã vào tới chung kết của đấu trường sinh tồn mùa 2, và có vẻ Kill for Survival mùa này vẫn là giữ được cho mình phong độ cực kỳ tuyệt vời. Lộn xộn team họ vẫn giữ lại đội hình đó là Bin, Boy SH, Sa, Mèo cũng như là Brazil. Thì với đội hình này của lộn xộn team thì tôi đánh giá đây là một đội hình thi đấu rất thông minh cũng như là ổn định. Đặc biệt là hai vị trí của Mèo cũng như là vị trí của Bin, hai người chơi bắn rất chắc tay. Trong cái giải Scream vừa qua thì Mèo cũng đã có một cái pha di chuyển tách đội đồng đội mình thi đấu rất tốt. Đây là Pro A, vẫn là đội hình cũ của họ thôi, Destiny, CPO, PDT, Sa, 1ST cũng như là OCB. Và đây là đội hình mà đã giúp cho họ có mình được cái vị trí top 4 chung cuộc ở trong đấu trường sinh tồn mùa trước. Mùa này thì họ vẫn giữ nguyên đội hình này mà không có bất kỳ thêm một sự thay đổi nào. Một trong những team khác mà rất đáng chú ý trong giải đấu này đó là team bao gồm rất nhiều những siêu sao, đó là Dế Choát, Kim Tròn, Con Chim, Panda, Hổ như là Gaoman. Gaoman một thành viên cũ đến team Gao 2, Hổ đến từ House Gaming hay là Fort Hood trước đây, Panda cựu thành viên của Cloud, Kim Tròn quá nổi tiếng rồi không phải nói làm gì nữa. Và Dế Choát cũng là một thành viên kỳ cựu của SCBG. Thì SCBG mùa này hứa hẹn cũng sẽ có thể cạnh tranh những cái chức vô địch ở trong giải đấu. Đây là Sorry Team, team khá lạ, nhưng mà nếu như bạn biết thì đây là một số thành viên cũ đến từ Pro A nếu tôi biết không nhầm. Ami, Chuột, Pepsi, Winr và NDM. Tôi nghĩ rằng Sorry Team họ có thể tạo ra những cái sự khác biệt. Và trong cái team danh sách team cuối cùng mà được Gaina công bố thì hiện tại thì bên Gaina chưa công bố đội hình của tất cả các team, nhưng mà trong cái danh sách cuối cùng mà chúng ta được biết đó là Wasted Potential,
Lucky TV, Khánh An, GP, Lưu Trung cũng như KDX. Ở trong cái team này có một điều đặc biệt là có hai thành viên là streamer, đó là GP cũng như là Lưu Trung. Và đó là những cái tổng kết nhanh của mình trước khi một vòng đấu đầu tiên của giải đấu đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 sẽ diễn ra. Và mình cũng sẽ sớm có những cái cập nhật cũng như những cái phân tích về đấu trường sinh tồn mùa này. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.